kính thưa quý phật tử quý và con đồng hương hôm nay chúng ta tiếp tục giờ học và lớp giáo lý lớp giáo lý bát chánh đạo hôm nay là mình học kinh pháp cú tới phẩm tỳ kheo cũng là bữa cuối cùng của phẩm tỳ kheo sau mình còn một cái phẩm bà la môn nữa là kết thúc rồi à, hôm nay á, là tình hình dịch bệnh của Seoul cũng nghiêm trọng rồi quý vị từ ngày hai vợ chồng mục sư từ Nigeria về đã mang biến chủng Omron về đây đó nên là Incheon và Seoul liên tục để có hơn bảy 000 người nhiễm mỗi ngày chắc là quý phật tử ở Hàn Quốc hoặc là không ở Hàn Quốc mà đọc tin thời sự cũng biết vấn đề này đúng không ạ và đỉnh cao là lúc nào cũng sâu với lại <laughs> incheon khu vực miền bắc này là rất là nhạy cảm cho nên hôm nay đúng là ngày tu ngày an lạc của chúng ta ở sâu ở thành phố hà nam nhưng mà để đảm bảo cho quý phật tử tại vì lớp khóa tu ngày an lạc của mình là đi kèm với lớp búp sen từ bi mà lớp búp sen từ bi của chúng ta thì con nít rất là đông trẻ con rất là đông và sư cô rất là Nói là cân nhắc rất là nhiều nhưng mà cũng phải đưa ra một cái quyết định rất là đáng tiếc là hôm nay chúng ta không có tu offline được cho nên giờ này là mình học online thì uh, phải nói là trong những ngày mà cuối năm như vậy có rất là nhiều cái uh, cần để gặp gỡ, trao đổi, tổng kết cuối năm rồi mình nhận lịch năm mới vân vân Phật tử cảm giác rất là thích được đến chùa nhưng mà do cái tình hình dịch bệnh như vậy thì hôm nay có nhiều người đăng ký mà không đến được đó thì cô xin uh, À, xin uh, quý phật tử cũng uh, hoan hỷ thông cảm giùm ha có nhiều vị cũng hẹn cô ngày hôm nay để đến tư vấn mà như vậy là cô thất hẹn với quý phật tử rồi <laughs> có nhiều vị hẹn đến quy y cho thai nhi vân vân phải nói là uh, cái việc online nó cũng có uh, phần nào uh, giúp cho mình trong cái thời buổi dịch bệnh này cũng có thể tiếp tục học và thậm chí là không chỉ học trực tiếp mà quý vị ở các nước khác là cũng có thể học với sư cô nhưng mà nó cũng có rất nhiều hạn chế đúng không ạ ví dụ như là có những cái tư vấn cần gặp trực tiếp có những cái cầu siêu sám hối thai nhi quy y thai nhi vân vân mà mình không tổ chức khóa tu được trực tiếp thì rất là rất là thấy cũng ngại đối với phật tử lắm thì thôi chúng ta cố gắng ha À, như vừa rồi sư cô thông báo thì mình đã mua được đất đất của đạo tràng mua được rồi đó thì năm sau vào tháng 2 tức là sau tết thì mình sẽ khởi công xây dựng mà bên này mình cũng xây dựng nhanh lắm chứ không có lâu thì chỉ có vài tháng là xong thôi thì quý phật tử khi mà chùa mình có chùa ổn định rồi thì mình không tổ chức khóa tu tập trung được nhưng mà lúc nào quý vị cũng có thể thoải mái mà đến chùa gặp sư cô thì như thế thì nó ổn hơn ha rồi hôm nay một lần nữa xin sám hối và mong quý vị ở bên hàn quốc này thông cảm là khóa tu của mình được à, không có được diễn ra có là cô hôm nay vì không có offline khóa tu á cho nên cô tự like á quý vị cô tự mở zoom cô tự like luôn <laughs> không ai hỗ trợ cô hết á. mà nói gì nói ba vụ này cô dở ghê lắm bây giờ cô cứ để dậy luôn á cô không có tập trung coi được nữa thì hôm nay à, cô không có phụng sự viên cô tự mở zoom lên luôn nên là màu sắc hình ảnh âm thanh gì giờ mục tiêu của cô chỉ là không có bị hết binh giữa chừng nè không bị rớt tiếng nè mọi người trong zoom nghe ok là được đúng không đúng rồi mọi người trong zoom mà ủng hộ tinh thần cô là phải bật mi bật video lên đi chơi âm để cô ngó mọi người để cô biết là mọi người không có ngủ gục đúng không giống như cô ngồi cô nói với cái laptop mà ai cũng nói cô sao cô người ta thấy giảng sư thuyết pháp ta để cái bình hoa đẹp lắm lúc nào cô cũng bê cái laptop theo vậy dạ đúng rồi phải bê cái laptop theo Dạy vậy trên laptop mà giờ dạ không có bê cái laptop lên rồi sao rồi sao thấy người ta đang học hay là người ta đang chơi phó hồn cho nên là mình uh, ráng nha uh, thấy sư cô ráng cố gắng uh, dốt công nghệ mà cũng cố gắng thì quý vị cũng cố gắng học nha hôm nay là mình học tới uh, phẩm tỳ kheo những câu kể cuối cùng cái cô cô hay xa đà quá nên mình đi chậm quá đúng không hôm nay cô cũng hạ quyết tâm rồi sớm chết gì cũng phải <laughs> học hết phẩm tùy kheo ngày hôm nay nha quý vị rồi ngày hôm nay uh, học tới cái nào rồi ta hôm bữa mình học uh, tới câu ba uh, 360 tỳ kheo trú từ bi luôn rồi dạy cho đảng cướp luôn rồi đúng không rồi tỳ kheo tác thiền này thì không nhẹ đi mau đó cô thích câu này lắm cô nhớ rồi hôm nay mình sẽ học tới 370 đúng không đoạn năm từ bỏ năm tu tập năm tối thượng tỳ kheo vượt năm ái xứng danh vượt bọc lưu tỳ kheo hãy tu thiền chớ buông lung phóng dật tâm chớ đắm xây dục phóng dật nuốt sát nóng bị đốt chớ than khổ 372 không trí tuệ không thiền không thiền không trí tuệ người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn 373 hình như nguyên cái loạt câu kệ này là đi cùng với lại một cái một cái tích truyện luôn nha cho nên phải đọc hết luôn nè Đúng rồi, là sâu để chấm dứt khất tả mọi cảm thọ luôn. Đức Phật cũng không dạy mục tiêu rốt ráo tối hậu của người tu đó là có thần thông. Mặc dù trên con đường mình đi tới giải thoát mình có thần thông không? Có, sẽ có thần thông. Có lục thông đó, mà năm cái thông đầu thuộc về thế gian, là thông của thần thông của thế gian. Chỉ có cái cuối cùng là thần thông đó là thần thông giúp hoặc dứt đặt những cái phiền não của thế gian là chứng được niết bàn tối thượng vậy thì ngũ thông hay lục thông là trên cái con đường mình tu tập mình có không có thần thông nhưng mà đức phật có nói đó là cái mục đích tối hậu của mình không vậy cho nên á là mục đích tối hậu của phật giáo là gì cái này là người tu phật hành giả tu phật tu sĩ hay cư sĩ gì cũng phải biết rất rõ đó là gì ạ an lạc niết bàn đúng rồi giải thoát khỏi những cái phiền não phiền trượt hay mình nói là mình làm chủ được cái sanh tử của mình đó mình làm chủ được cái cảm xúc của mình cái hành vi của mình và mình là chủ nhân của cái nghiệp mình làm cái người cái đó mới là mục tiêu của phật giáo vậy thì mục tiêu của phật giáo đó là gì sao là nói giản dị hơn đó là vào được các bậc thánh đúng không vào được các cái tầng bậc thánh có nghĩa là sao mình dứt hết các lầu hoặc vậy chứ có phải là đạt đạt thiền không? à vậy mà nói chứng thiền chứng thánh có đúng không không tại vì sao thiền trong phật giáo là gì ạ à? thiền tuệ đúng rồi hoặc là mình nghe nhiều vô cùng nhiều đó là gì vipassana đúng không vipassana có rất là nhiều dạng thiền nhé thường thiền trường sinh học mở luân xa tùm lum tà lá đủ thứ trên đời nói chung là có rất là nhiều cái trường phái để mà mình sao mình tu thân dưỡng tâm nói chung là mình làm cho thân khỏe tâm an có có nhiều lắm. Cô không bài xích, không chỉ trích cũng không nói đó là sai, nhưng mà nếu nó nói giống Phật giáo thì có giống không? Không giống nha. Mình phải biết phân biệt chỗ này. Phật giáo là Chấn thánh chứng thánh có nghĩa là sao ạ à? làm chủ được sanh tử và dứt trừ tất cả các phiền não đó mới là mục đích tối hậu của người tu phật chỗ này hơi khó cô lặp đi lặp lại tại sao cứ lặp đi lặp lại cô lặp từ hả cô không cô có thể nói rất nhiều cách nhưng tại sao cô cứ lặp đi lặp lại mục đích là sao gây cái ấn tượng cho quý vị phải ghi vào trong cái tiềm thức của mình cái ai à lại gia thức của mình là cái mục tiêu của mình đi tu học là làm gì chứ không phải là mình mình vào được cái thiền ngồi 8 tiếng hay 12 tiếng một ngày bất động cái đó tưởng đâu là thành tựu rồi chưa thành tựu nha chứng thiền chứ mà thiền chỉ có thiền chỉ thôi chỉ có dừng lại thôi chưa có mở được khai được trí tuệ thì có thành tựu chứ chưa thành tựu nha à anh là này là mình phải thấy được chứng thiền khác với chứng thánh nha ừ. cái này quý phật tử mà vào trong kinh trung bộ có nhiều bài kinh nó kỹ hơn thì cô sẽ giảng thật là kỹ cho quý phật tử nghe hiểu cái vấn đề này ừ cho nên là mình nhớ tu theo phật là phải hiểu cái mục đích cái đường lối cái cái, cái 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 tối hậu cái rốt ráo của mình để mình biết đường sao mình biết đường mình tu à giữa chừng đang niệm phật đang tu theo pháp môn niệm phật Hoặc đang tu thiền vipassana cái người ta rủ trời đi học cái này đi đi học cái này là nín thở hít thở gì đó rồi nào học này để mở mấy cái luân xa ra có thần thông cảm thôi ấy từ lưng tà la hết nghe hấp dẫn quá đi không không đi nha à, cho mình biết cái gì đó là là phật dạy cái gì là đi theo đường lối thì phải à, tu cho rõ chỗ này nữa đức phật không tỳ kheo hãy tu thiền chớ buông lung phóng dật tu thiền có quan trọng không? Vậy đừng nói là con niệm Phật là con không tu thiền không có. Khi mà mình tu tập mà đúng cái pháp môn nào theo đúng lời Phật dạy thì có niệm Phật hay có thiền cũng đạt đến đúng một cái chỗ đó thôi. À, để được cái tâm an tịnh của mình đúng không? Chớ đấm say sắc dục. Ừ, phóng giật nuốt sắt nóng ở đây hôm qua cô gặp mấy em mấy em nghiên cứu sinh tiến sĩ ở bên Hàn Quốc này thì các em cũng có quan tâm đến Phật giáo nhưng mà các em cũng thôi xin không dám nói tên cái tác giả cũng khá là nổi tiếng các cái đầu sách mà nhìn na ná là Phật học đó nhưng mà lại nói về cái dục rất là nhiều tức là <laughs> cô cũng có đọc rồi chứ không phải là không đọc đâu mà cô không thích nói đến tên thôi thì quý vị à, nói là cái vị đó cũng giảng bác chánh đạo cũng nói tứ đế cũng là tu sĩ phật giáo rồi qua bên châu âu châu mỹ anh mỹ mở rất là nhiều cái đạo tràng lớn và người phương tây cũng theo về rất là đông bây giờ sách vở của vị ấy cũng được dịch ra tiếng việt ít nhất cũng phải cô biết được cũng phải vài chục cái đầu sách rồi chứ không có ít đâu thì mọi người hỏi cô là cái vị này à, nói về dục như vậy và thậm chí có những vị đang là giảng viên trường đại học rất là nổi tiếng ở Việt Nam cũng là à, cũng là rất là ừ, giới thiệu các cái quyển sách của vị này thì ở đây cô chỉ ừ, trích ra một cái đoạn mà vị ấy viết trong một quyển sách mà nói về cái dục của nam và nữ á, để mà giao phối cho nó đạt tới cái thăng hoa cái đó là đạt tới cái thăng hoa trong cái việc mà tu tập của vị đó chỗ này mình thấy khai, sai sai chưa sai sai chưa Đức Phật có dạy là đắm sai sắc dục không? đức phật có dạy cho đúng đối với người phật tử tại gia thì có quyền là chánh dâm nhưng không có nghĩa là có thể gặp bất kỳ đối tác khác phái nào hoặc là cùng phái nào để rồi mình mình có cái 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 dục vọng của mình mình được thỏa mãn lên tới cao trào là mình đạt được thành tựu có không đức phật có nói nào không? không có nha à vậy thì mình thấy là lấy cái gì để làm cái gốc lấy cái gì để làm cái nền tảng coi đó có phải là là lời dạy của đức phật hay không là kinh phật đúng đắn không hay là cái na ná cái vỏ ngoài thì giống phật nhưng mà bên trong là đi ngược với bác chánh đạo và tứ diệu đế thì không được cho nên đó là lý do mà từ ngày mở đạo tràng có ít người nhiều người Vì cô cũng duy trì lớp giáo lý là vậy hôm sau cô sẽ giảng cho quý vị nghe một cái bài đó là lợi ích của 10 cái cách tạo phước mà trong kinh đức phật dạy trong 10 cái cách tạo phước này thì trong đó có nghe pháp và và giảng pháp cái công đức này vô cùng lớn tại sao tại vì nếu mình không học không có trí văn không có trí tư không có trí tu mình không học thì mình sẽ không thể biết đường lối nào mà tu hết á, tu cho đàng hoàng tu cho đúng đắn chứ mình thấy người ta cũng cạo đầu nè cũng đắp y nè cũng thờ ông phật đó nè rồi người ta nói gì mình tưởng tưởng ông phật nói là oan cho đức phật ba đời phật oan chỗ này kinh dạy rất kỹ đúng không chớ đấm say ái dục phóng giật nước sắc nóng bị đốt thì chớ than khổ ha vậy thì cho dù cái vị đó quần chúng đông đảo như thế nào được nổi tiếng như thế nào lời nói Nói có vẻ na ná giống Phật giáo như nào Nhưng mà cái pháp môn hành trì Và cái cách thức mà triển khai Ứng dụng Phật Pháp vào trong cái đời sống thực tế Ngay tại tu viện cũng như ở nhà Mà nó quá là đắm say dục lạc Và sắc dục như vậy để cổ suý những cái gọi là Tham vọng về về, về tham ái Về sắc ái, về dục ái như vậy Có giống với Phật giáo không? À khác nha À Cho nên ở đây cô rất là mong quý Phật tử Đến với Đạo Phật một cách tránh à, tính Tránh à, kiến, tránh tư duy À, lời cô Hiếu nói có thể hôm nay quý vị vui, quý vị nghe Có sau hôm sau quý vị chán cô Hiếu rồi quý vị đi vị khác Quý vị nghe cũng không có sao Nhưng mà vấn đề sao? Quý vị phải phải giữ pháp Phật ở bên mình Lúc nào cũng có cái tư tưởng đó là phải luôn nghiên cứu Phật giáo một cách là rõ ràng cụ thể tư duy cho đúng đắn và sao và hành trì cho nó rốt ráo thì cái đó mới là cái 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 mà cái đúng đắn mà Đức Phật mong muốn mình và đó cũng là cái mục tiêu à, là cái lý tưởng mà quý thầy quý sư cô có thể bỏ hết gia đình à, địa vị xã hội để mà dấn thân phụng sự hết cho cái sự nghiệp hoàn pháp này cũng không ngoài cái mục đích đó à, vậy chúng ta cố gắng ha đời này mình có phước mình được làm người nè mình có mắt tai mũi lưỡi thân ý nè có cái trí tuệ sáng suốt nè có lỗ tai để nghe tiếng có ánh mắt để nhìn và có miệng để nói rõ ràng thì đây mình phải tận dụng những cái căn tốt đẹp của mình để sao mình nghiên cứu cho nó rõ ràng cho nó đúng đắn đừng có đi lạc đường đi lạc đường là sao vạn kiếp nó khổ ha nhất thân nhất thất nhân thân là vạn kiếp bất phục kiếp này mà mình mất cái thân người rồi thì không biết kiếp nào mình đạt được cho nên khi còn thân người phải sao phải ráng trân quý những cái thời gian mà mình được à, nghe pháp như vậy ha à thành ra nhưng cái câu này cô nhớ đến cái chuyện ngày hôm qua tư vấn cho một nhóm nghiên cứu sinh tiến sĩ ở đây thì cô hết sức để ý các bạn nhé ừ. rồi Bước vào ngôi nhà trống thì kheo tâm an tịnh, thọ hưởng vui siêu nhân, tịnh quán theo chánh pháp. Ngôi nhà trống cũng là cái cách nói gì của tâm rỗng rang, rỗng không. Đó là mình không có chấp mắt, mình không có tâm phân biệt. Cho nên hay hay gọi là vào cửa Phật cũng là vào cửa không đúng không? Đó, tu thiền ta còn kêu là tu vào cái cửa không vậy đó. Cửa không hoặc cửa trí tuệ hoặc cửa từ bi. Nhiều cái cách nói như nào nó cũng là sao? Là cái cách thể hiện của cái chỗ mà không còn tâm phân biệt, không còn cái cái ngã và cái ngã sở cái sở chi trướng à của mình thì cái đó gọi là cái cái chỗ không đó cái chỗ đó Dạ đúng rồi, không phải của giáo sư đó đâu nha Quý vị trong Zoom là đang chat Nên lộn hướng rồi đó nha ờ, Đang đang chat lộn hướng rồi Cái gì cô không muốn nhắc đến là cô sẽ không có nói đến đâu Cho nên có nói đến cùng cô cũng không có nói đến Vì nó không có hay gây thị phi thôi Dĩ nhiên là người ta cũng sẽ có những quần chúng nhất định tin tưởng và học hỏi theo đúng không Mình thấy nó không hợp lý với Phật giáo mình không theo là được Chứ còn không có nên gây tranh cãi và thị phi không Đó không phải là xì, căng, tai của cô Xì tai của cô nó muốn tạo sự căng đan gì chứ <laughs> cho nên là à, những cái mà nó có thể gây thị phi, có thể dẫn dắt dư luận Và đến những cái tranh cãi à, thì không đáng có là cô không có thích nói. À, cho nên là ở đây giảng cho quý Phật tử hữu duyên thì cô nói cái đó. những cái Na ná của kinh Phật thì rất nhiều nhưng mà mình phải coi kỹ coi nó có đi ngược với bát chánh đạo và tứ diệu đế hay không. Hễ đi ngược lại thì đó không phải là là chân lý của Phật giáo nha. Rồi à, quan trọng ở đây là sao đây tỳ kheo đây tỳ kheo có trí tu tập pháp căn bản hộ căn biết vừa đủ gìn giữ căn bản giới thường gần gũi bạn lành sống thanh tịnh tinh cần đây đó 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 lấy một cái đoạn kệ năm câu này thôi đem về nhà in ra là coi như mình có cái pháp đó cứ nhớ tu theo năm câu kệ này là đúng rồi đó quý vị là sao đây quan trọng nhất là phải gì trau dồi đạo đức và cần có trí tuệ à, để cho mình thấy cái gì mình phải có giới có đức có tuệ thì mình mới đi được qua khỏi cái biển xanh tử luân hồi và phiền não này vì không có trí thì không thể giải quyết được phiền não của mình chứ đừng nói là giúp tha nhân đúng không à, như là mình không có con mắt mà mình còn đi dẫn đường cho người khác hoặc là mình không có sức mà mình đi đòi cổng người ta qua bên sa mạc phải không giống cô giờ nè nội leo núi mình ơn cô cũng thở thì hài hục nữa mà cô đòi cổng người khác lên núi nữa có chết dở không đó kiểu vậy đó không có trí là không giải quyết được cái phiền não của mình hôm qua hôm qua là ngày cô rất là phiền não luôn quý vị tại biết sao thường thứ bảy chủ nhật là cô phải làm cái công tác đó là tư vấn rất là nhiều quý vị ở đây á, suốt một tuần đi làm á đi làm cho nên không có thời gian gọi điện thoại ở đây mà đi làm ở trong công ty ở trong xưởng độ còn lâu người ta mới cho dùng điện thoại cho nên tới thứ bảy mà chủ nhật á quý vị bắt đầu được nghỉ ngơi là bắt đầu cô không được nghỉ ngơi nè tức là gọi điện tư vấn hiểu không mà nó khổ tâm vô cùng ở đây nói thiệt các cô ta làm cái công tác tư vấn này là từ trước khi chính thức ra mắt đạo tràng là cô đã phụ trách lớp cho gia đình đa văn hóa các cô dâu lấy chồng hàng và lớp trẻ em gọi là trẻ con gia đình đa văn hóa đó tư vấn liên tục như vậy bây giờ là tới năm thứ năm năm thứ sáu rồi cho nên nó là bao nhiêu mà chưa kể trước đó đi mình chưa trước khi đi tu cô cũng đã ở hàn quốc mười mấy năm cô nói quý vị nhiều lần rồi đúng nên là cái cỡ thể loại gì gần như mình cũng gặp rất 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 chi là nhiều rồi tư vấn quanh đi quẩn lại cũng có chuyện đó thôi đúng không rồi yêu mà không được người ta đáp lại nè hoặc là lỡ quen anh đó cho mượn tiền xong rồi người ta xù nè hoặc là trái tim làm chỗ để trên đầu ví dụ mình đã ly hôn chồng hoặc là chồng mình mất rồi thì mình quen một người khác mình quen một người khác thì mình cũng giúp đỡ người ta rất là nhiều nhưng tới hồi người ta được giúp đỡ xong rồi thì sao người ta người ta không có người ta chẳng những không có thương mình tiếp người ta chẳng những không có trân trọng đó mà người ta còn quay lại nói xấu mình chỉ trích mình thậm chí là cãi vã nhau rồi nếu mà người nào không khéo là cãi nhau trên mạng xã hội rồi còn lôi nhau ra tòa chém mã tấu tù lum tà la hết nó sẽ là như vậy đó mà cứ nói qua nói lại cũng nhiêu đó chuyện thôi lòng vòng lòng vòng thôi ý cô nói ở đây là không có trí thì không có mở ra được cái phiền não ngày hôm qua cô gặp 3 ca như vậy và cứ nói nói và nói hoài nói mà với tất cả cái tức tuổi và tức tối á, mà cô để ráng là dừng lại rồi rồi cô hiểu rồi chị đừng nói tiếp nữa từ sao càng nói là mình càng tăng cái sự sân si và sân hận và tức giận của mình lên lúc đầu mình nói ở cái level này xong mình nói một hồi mình bị hăng á mình bị hăng mình cứ lên rồi lúc đầu cái cao trào của mình nó có nhiêu đây à mình nói nữa cái bắt đầu bùng nổ ra rồi khóc la rồi chửi bới nói chung là càng để cho những người này mà bộc phát á là nó càng tệ ra chứ nó không có giải quyết được vấn đề quan trọng là sao cái gì nó đã qua là phải khép lại cái quá khứ khổ đau đó ví dụ như người đó đã làm tổn thương mình người đó đã nói xấu mình đã chửi rủa mình đã không thương mình vậy mình có cần phải phải tua lại cái cuốn cuốn phim cuộc đời thảm thương đó không Người ta đâm mình có nhát rồi, rồi một ngày mình tua lại 360 lần mình bị đâm 360 nhát sao mình lành lặn được mà cái quan trọng là khi cô dừng lại và cô chỉ cho cái phương pháp để mà chuyển hóa, tức là để sống ngay bây giờ an vui, tỉnh táo và sao? Tương lai thì sao? Mình có chánh niệm ngay hiện tại thì tương lai mình mới không tiếp tục bị lừa, mình mới không tiếp tục trao trái tim lầm chỗ và mình mới chọn được bạn tử tế mà chơi đúng không? Mà đa phần là không nhìn ra cái đó quý vị. Sư cô mà tư vấn là 80% chỉ có muốn nói thôi chứ không muốn nghe cô nói tức là tức là sao? mình đi tư vấn với sư cô nhưng thật ra mình có muốn chờ nghe cô nói không không à để mình muốn là sao mình muốn là được sao được trút ra hết à mình muốn là mình 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 cứ nói cái khổ đau nỗi khổ niềm đau của mình ra thôi chứ mình không có muốn nghe cái hướng giải quyết như vậy nó rất là nó rất là vô minh luôn đúng không cho nên đức phật nói đây đó rõ ràng nếu như mà không có trí à, không biết là hộ pháp không biết hộ căn không biết vừa đủ không biết những cái tu tập pháp căn bản này tự mình có có cứu được mình không không chứ đừng có nói là là cứu ai cho nên ở đây Người quý vị cô rất là thật thà và rất là chân tình nhưng mà nói để cho được lòng quý vị à, khi mà mình có một cái nỗi khổ niềm đau nào đó không phải là người ta không hiểu cái nỗi khổ niềm đau của mình đâu cũng phải là trên thế gian này là mình khổ thôi còn ai cũng không khổ đâu không có đâu quý vị ai trên đời này cũng có nỗi khổ niềm đau hết có những người còn khổ đau hơn mình nữa vậy sao người ta có thể tiếp tục sống được vậy sao người ta có thể mà à, bình thản mà bước qua à, nhẹ nhàng mà chấp nhận chơi bây giờ mình thấy là ai đó mà làm hại mình ai đó mà làm khổ mình ai đó mà đi nói thị phi mình thì cho dù không phải kiếp này thì có một cái kiếp nào đó hoặc có một cái lúc nào đó mình vô tình hay mình cố ý thì mình cũng làm tổn thương đến người khác à, mình cũng gây vu oan giá hoại gì cho họ thì kiếp này tự nhiên mình đối xử tốt mà mình cũng vẫn gặp người không lành đúng không thì mình nghĩ được như vậy mình biết là cái gì nó cũng có nhân có quả không có cái gì mà tự nhiên mà nó diễn, diễn ra hết á tại do mình không, không nhớ lại mình không nhìn được quá khứ mình không không nhận rõ được bản chất các pháp, khi mình cảm thấy bị ức ức chế, mình cảm thấy mình bị út, ức ức mình bị đối xử tử tế với người ta mà cứ gặp bế tắc khổ đau à nhưng mà mình không thấy được là trước đó khi vô minh mình cũng đã gây khổ đau và bế tắc cho người khác rồi vậy thì khi cái quả báo xấu đến à, mình có phải hoan hỷ đón nhận không phải vui vẻ đón nhận mình có cần phải trách lừng người trách đời trách người trả thù trả đũa gì không không à mình xếp lại cái quá khứ ở đó còn nếu thật sự đi nếu thật sự mình không có gây nghiệp gì hết á mà bây giờ là người ta đang tạo nghiệp với mình vậy thì cái cách mà mình mình trí tuệ và điềm đạm nhất là sao mình có muốn dây dưa với những con người này không à mình có muốn gặp an trái với những cái loại mà an gia trái chủ vậy nữa không không đúng không mình muốn gặp người tử tế bình an hơn đúng không à vậy thì sao à vậy thì mình lại càng phải uh, dứt với họ chứ càng phải chấm dứt với họ chứ không có cần phải uh, cứ mà 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 nghĩ về cái quá khứ đó tại vì mình phải mở cái lòng mình ra mình phải sám hối cho triệt để mình lúc nào cũng nhẹ nhàng thanh thản thảnh thơi thì sao tâm của mình an như vậy thì mới giao cảm được với ai với chư thật và chư bồ tát đúng rồi chứ tâm mình đầy sơn sợn, bực bội phiền não khổ đau mình giao cảm với ai đó là tâm ma mình có thích gặp tiếp những con ma à, gặp tiếp những con ma trong cuộc đời không đó mà mình cứ muốn gặp người tử tế mà mình không sửa mình cho tử tế mình giữ cái tâm mình như vậy giao cảm được với cái tần số nào phải không nè đó cái đó là cái quan trọng mà nhân ở đây nhân ở đây sư cô muốn nói với quý vị như vậy tại vì sao tại vì mình cứ trách người ta hoài mình cứ đem cái cục gai đó mình đâm vô người mình hoài mà mình không chịu nhổ nó ra xong rồi mình than nó là người ta làm cho mình đau mình rỉ máu cái này nó rất là vô minh luôn mình sống trong phiền não và khổ đau trong cái sự trách hờn trả đũa như vậy mà mình đòi gặp những người tử tế hiền lương bao dung kho khoáng đạt sản khoái hào sản đâu ra đúng không à cho nên à, mình phải quay lại sửa mình trước dù là mình sai hay người khác sai nhưng mà quan trọng là mình có nhận lỗi mình không mình phải nhận lỗi chính bản thân mình cái lỗi mình là lỗi chỗ nào nhìn lầm người đúng rồi sao mình trách người ta đi lừa mình mà mình không trách là mình nhẹ dạ cả tin là sao ta lừa người khác không được ta lừa trúng mình vậy phải không cũng lời đường mật đó ta đi nói với người khác sao nó không cắn mắt câu mà nó trúng mình 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 mắc cái cần câu đó vậy đó thì ít ra là mình cũng có một cái lỗi là sao nhẹ dạ cả tin nhìn không ra trúng người đó phải không à, cho nên là mình phải rất là tỉnh táo chỗ này đừng có đem cái quá khứ khổ đau mà ngồi đó mà chì chiết hoài là mình tự cột mình thêm mà quan trọng là sao mở cái con mắt trí tuệ của mình ra thời gian đó để chi niệm phật tụng kinh sám hối cho thiệt nhiều tâm thanh tịnh trí sáng trong khai mở rồi thì mình mới nhìn rõ cái vấn đề rồi mình có bị lừa nữa không không như vậy mới là như vậy mới là đúng đắn nha chứ ngồi kể lễ khổ đau hoài không giải quyết được vấn đề à ở Việt Nam còn có người chị họ khổ bị thất tình có chút đã đòi tự tử rồi đi tu bộ khổ là phải tự tử hả bộ khổ là phải đi tu hả đúng rồi mấy người <laughs> khổ thức tình vô tu không được bao lâu đâu quý vị trời quá ở bên ngoài bao nhiêu cái vui như vậy á bao nhiêu cái vui như vậy mà còn đời tự tử rồi vô chùa có gì đâu mà vui vô chùa còn buồn chết nữa người nào mà vô chùa mà không phải vì cái lý tưởng giải thoát tu hành á mà vì mà thất tình thất bại mà vô tu á còn thấy nó khổ chết nữa ngày nào cũng có bia nhiêu đó cơm nên thì được ngày có hai bữa mà quay qua quay lại cũng mấy cái món đó rồi hả tụng kinh ngày mấy thời cũng mấy cái bài kinh đó xong rồi làm việc này việc kia bận quần bận áo có hai bộ thay qua thay lợi thôi còn cái đầu là không bao giờ có cái xì tai nào khác hết á ở bên ngoài mình buồn mình chán sao mình đi dũa neo đủ màu phải không bây giờ christmas sắp tới mình làm đủ màu được mình làm tóc màu đỏ màu vàng mình cắt lên mình nhựa ở trong chùa mình làm được gì đâu Móng tay cũng không được dài nữa, đầu cũng không có tóc để mà làm đẹp nữa, đấy gì mà vui. Cho nên quý vị nào mà thấy người nào mà thất tình mà đòi vô tu á, cản giùm cô cái. Còn thất tình mà đòi tự tử thì thôi quá là à, nói cái chuyện tự tử. Em này em nhắc tới chuyện tự tử, cô mấy hôm qua cũng một ca nữa đó, một ca tư vấn nữa. Bởi vì cô nói cô phiền não ngày thứ bảy chủ nhật lắm quý vị quá trời phiền não ngày thứ bảy chủ nhật cô sợ cái điện thoại luôn á chả lẽ tới thứ bảy chủ nhật tắt máy được kỳ quá <laughs> quá là ớn có cái em này cô nói để không biết có trúng ai mà đang còn nghe pháp hữu duyên ở đây thì tỉnh táo giùm sư cô có một em này rất là trẻ thôi mới có 22 tuổi thôi mà em bị ung thư giai đoạn 3 rồi ung thư cổ tử cung giai đoạn 3 rồi em bất hợp pháp ở đây nên em chữa bệnh em rất là tốn tiền quá là tốn tiền nhưng mà em rất là may mắn là em có người yêu rất là dễ thương cho nên nó là mà trước đó thì hai em này cũng rất là kiếm tiền giỏi là quy đi, đi qua đây nói tiếng đi du học chứ cũng lao động nhiều cho nên cũng giỏi cũng kiếm được rất là nhiều tiền thì em em gái này thì tuy là ở một cái độ tuổi trẻ như vậy mà bị ung thư giai đoạn 3 thì chúng ta thấy là rất là rất là khổ đau và rất là sốc đúng không à rất là sốc và em bị rơi vào trầm cảm rất là nặng nhưng mà có một cái vấn đề là vậy Em lúc nào cũng nghĩ đến cái chết hết á nhưng mà không phải là em vì em 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 bệnh đau quá em muốn chết tiền bạc chữa trị nó tốn kém quá em muốn chết mẹ em muốn chết để em giờ sao ạ à? để cho để cho mẹ em hối hận chơi tức là em muốn lấy cái chết của em để em để em cho mẹ em sáng con mắt ra à, tại vì lúc mà em qua đây thì em rất là em rất là chịu thương chịu khó chịu cực chịu khổ để kiếm tiền về kiếm tiền về trả nợ cho mẹ hết mấy tỷ ở việt nam nợ nần rồi em còn mua nhà mua đất được à, cái của đó là của của em nhưng mà mẹ em đi quen một người đàn ông khác rồi có bồ đó xong rồi là đi bán hết đất đai của em như vậy rồi bây giờ tới hồi em bệnh ra thì không lo cho em mà còn kiểu như là cứ đòi tiền vậy thôi và cứ cứ muốn giống như không quan tâm em sống chết gì kệ mà chỉ có quan tâm đến tiền thôi thì em rất là bị sốc tức là khi mà mình bị bệnh ốm đau như vậy thì cái gia đình mới là gọi là mái ấm của mình mà mẹ thì đối xử với mình như vậy hỏi ra thì của cải của mình là bán mất sạch rồi à, rồi bây giờ tiền bạc chữa trị là không có luôn thì em đau lòng quá nói chung là em quá là đau lòng và bây giờ em em trầm cảm quá đi cho nên em chỉ có muốn uh, em chỉ cũng muốn chết thôi chết để chi cho mẹ sáng con mắt ra mẹ ân hận chơi hồi cô nghe tới đây cô thấy cái đoạn đầu thì em còn thấy thương thương cái đoạn này là em vô minh quá thể tại sao em phải lấy cái chết của mình để cho một cái con người không thương mình sáng con mắt ra nếu mà mẹ thương mình thì bây giờ có thương mình không đó, chứ sao không thương mà bây giờ mà mẹ không thương mình rồi mình chết mẹ có thương không thương hay không chuyện đó chưa biết mà mình mất mạng rồi đó à, ở đây cô nói là cái bạn trẻ mà ví dụ cái trường hợp này cô gặp nhiều lắm ở Việt Nam là gia đình không hạnh phúc gia đình khó khăn à, rồi cái mình qua đây mình làm mình dung dáng cho gia đình xong rồi lỡ mình có cái thất bại à, thất chí hoặc là bệnh đau à, rơi vào cái hoàn cảnh bế tắc thì cuối cùng gia đình không có gian tay ra đón nhận mà còn ruồng bỏ mình thì cái trường hợp này cô gặp rất là nhiều bắt đầu là quẩn chí trầm cảm đời tự tử không những trường hợp này là chỉ còn tự tử thôi mà cô nói cái này sao Dại lắm luôn tại sao mình có bệnh là mình biết là cái phước mình nó 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 mòn đúng không cái nghiệp mình nó tới cái phước nó mòn mà mình còn không ráng tranh thủ những giây phút những năm tháng cuối đời để mà mình vung bồi thêm cái phước để rồi lỡ mà có hết cái báo thân của kiếp này thì kiếp sau mình có một chút tư lương để mình có cái phước để mình tái sanh trong gia đình đầy đủ hạnh phúc và sung túc hơn mình không nghĩ chuyện đó mình đem đi sát sanh mà mình giết mình đúng không vỗ tay luôn ha <laughs> cô cô giảng có người ngồi vỗ tay đó là mình đem đi giết cái mạng sống của mình là mình sao mình làm cái ác nghiệp cao nhất trong sát sanh là gì cái cao nhất trong nghiệp sát sanh không phải là giết bò giết heo mà là gì giết người mà mình giết người có phải là mình giết một mạng người như vậy dù là mạng của mình mình có phải giết người không giết người chứ rồi mình lấy cái nghiệp mà mình đi sát sanh khủng khiếp như vậy mình đòi tái sinh an lành tái sinh chỗ nào giờ cái kiếp này mình đã chưa trả hết cái nghiệp xấu mình đã gây mình không có bồi thêm một chút cái phước đức nào mình nghĩ sao mà gia đình cũng ruồng bỏ mình không được sự giúp đỡ và thương yêu của mọi người là cái phước của mình nó rất là mỏng chứ không phải là phước dài gì mà giờ còn đau ốm bệnh tật rồi đi sát sanh nữa rồi đi tự tử như vậy nữa thì cái kiếp sau tái sanh như nào đúng không cho nên hôm qua cô thương lắm Cô cứ nói em đó hoài Thôi bây giờ mẹ em chán quá rồi thì ráng đi Chùa xây xong thì về chùa ở với cô chừng nửa tháng một tháng Cho nó thoải mái thảnh thơi Còn không á thì có thể gặp cô hẹn gặp cô đi uống trà Đi uống cà phê gì đó ở gần cái chùa Rồi về lại Phật sám hối Thay vì là cái thời gian mà mình ngồi án trách mẹ Mình đòi tự tử cho mẹ cho mẹ hận ân hận chơi đó Cái lúc đó mình lại 108 lại đi sám hối đúng không Cái nghiệp nó vơi dần một tí Cho cái cái cái, cái oan gia nào mà con đã từng gây tạo cho bây giờ con trả dần trả dần giống như là thuyền không mình tát cho nó nhẹ bớt thì giờ kiếp sau mình tái sanh lại mình cũng đỡ đỡ được miếng nào hay miếng đó đúng không cái nghiệp nó mòn cái phước nó xanh thì cho dù mình có hết tuổi thọ kiếp này thì kiếp sau mình cũng tin rằng sao mình có được cái phước báu cái tư lương tốt hơn mới phải chứ giờ kiếp này đem đòi tự tử để cho mẹ ân hận mẹ ân hận đâu không thấy mà thấy mình mất mạng rồi còn đâu tu rồi bây giờ cái nghiệp cỡ đó Cái tích lũy nghiệp Cái kích tích lũy nghiệp là cái quá trình mình sống Mình đã tích lũy cái nghiệp không lành rồi Tới hồi cái cận tử nghiệp Mình tự xác cái cận tử nghiệp có lành không Có ai mà thoải mái nhẹ nhàng mà đi tự tử không à, Mà cái cận tử nghiệp không lành như vậy rồi á Rồi làm sao Rồi tái sanh đường nào giờ kiếp nào mới được làm người Ở đây cho cô nói quý vị nào mà đang không có coi trực tiếp Nhưng mà có hữu duyên mai kia mốt nọ Mà nghe đến video clip này mà xung quanh người thân, bạn bè, người yêu, chị, em, họ gì Mà ai mà có cái tư tưởng mà chết cho cha mẹ vừa lòng Chết cho sáng mắt người ra Thôi ơi mấy cái tư tưởng này là dạy lắm đi là dạy nha à, Là mình không biết thương mình tí nào à, mẹ không thương mình rồi người yêu không thương mình rồi mình còn không thương mình mình còn bạc đãi mình nhất nữa thì sao ừ, nên là đây hôm qua cô gặp hai ba ca phải nói luôn tới tối là cô kiệt quệ luôn không có nghe điện thoại ai nữa luôn đúng không, quý vị thấy không toàn là vậy không à cho nên thôi nếu như mà đã hữu duyên à, hữu duyên mà biết đến phật pháp biết đến sư cô gặp cô để tư vấn tin tưởng là thôi mình biết là mình cũng còn có chút duyên lành với phật pháp thì phải làm cho cái duyên lành này sao nó tăng thượng duyên lên à còn những cái người mà oan gia với mình thì mình sao mình cắt cho nó bớt mình gỡ cho nó ra mình dẹp cho nó sạch à, gọi là cấy cơm ha kê chọn đi ha tà kiểu hàn quốc vậy đó dọn cho nó sạch sẽ đừng có vương vương vấn vấn nhen rồi đó câu kể rất là rất là chân tình mộc mạc nhưng mà thật ra để làm được nó rất khó khó đúng không cho nên làm ơn ráng cho dù học hết rồi lâu lâu mở quyển kinh này ra nha năm nay là lịch của đạo tràng mình là cô in kinh pháp cú luôn á cô soạn mấy bài mà hay hay ra đó là cô để trên lịch biết sao không lỡ lâu lâu sợt qua đọc lại cho mà nhớ à, đó ráng nha lâu lâu đem ra mà đọc có rất nhiều khi quý vị hôm nay mới được mới được vào zoom nghe lần đầu có thể là không hiểu tại vì người ta đã đi tới bài này là bài thứ 53, 54 rồi đúng không mình mới vô thì chắc chắn là có những cái trong trên có những cái là chưa có khớp mình nghe chưa có hiểu lắm nhưng mà quý vị cứ nghe để dành nó đi cô nói thiệt luôn không có mất đường nào hết á nó không có lọt đi đâu hết nó lọt vô a lại ra thức là vui rồi mai mối lỡ mà mình trải qua nhiều cái thăng trầm biến cố mình nghe lại mình đọc lại một cái lời kinh này wow lúc đó mình sáng bừng ra luôn á giống như là hạt đậu năm xưa đã nảy mầm á. quý vị sẽ trân quý những cái giờ phút đó khủng khiếp lắm ừ cho quý vị nhớ nhớ đức phật không đó ngài là chánh đẳng chánh giác đúng không nhưng mà những lúc đức phật gọi thầy a nan đức phật gọi thầy xá lợi phất vào đọc cho ta nghe lại cái bài kệ kinh đó đức phật dạy cho quý thầy rồi quý thầy rồi đức phật sao kêu quý ngài đọc lại cho ngài nghe là chi ạ để cho đức phật cũng sao cũng sống được trong cái pháp nó nhớ lại cái lời kinh và ngay cả thầy xá lợi phất là sao thầy xá lợi phất là trí tuệ đệ nhất chúng ta biết là trí tuệ của ngài xá lợi phất là trí tuệ có thể đếm được tất cả những cái hạt mưa trong một cái cơn mưa khủng khiếp không trong kinh ghi như vậy đó ngài xá lợi phất là trí tuệ của ngài có thể đếm được hết tất cả các hạt mưa trong cái cơn mưa như vậy là ngài có cái gì ngài không biết không Dạ, yeah. mà để sau này trong bài kinh trung bộ có một bài kinh nói hay lắm nha để mà phát nguyện thành a la hán bình thường thôi đó là mất bao nhiêu đại kiếp mà phát nguyện thành hai vị thanh văn đại thanh văn mà thượng thủ trong tăng đoàn của đức phật như là ngài xá lợi phất và một kiền liên thì phải mất bao nhiêu đại a tăng kỳ kiếp trăm ngàn a tăng kỳ kiếp mà phát nguyện thành một bậc a la hán mà chánh đẳng chánh giác như đức phật là còn lâu xa cỡ nào nữa cho quý vị biết là không đơn giản để có một cái trí tuệ như ngài xá lợi phất bởi vậy sao mình nói là gặp một cái bậc thánh như vậy mình chỉ cần đánh lễ cúng dường cúng một hạt cơm thôi mà mình có thể trổ quả ngay lập tức là như vậy tại sao cái công đức người ta vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn trong bao nhiêu a tăng kỳ kiếp như vậy chơi mình thấy ngài xá lợi phất ngài có cái gì không biết không nhưng mà nhiều khi ngài bảo một cái thầy sa di đọc cho ngài nghe một bài kể tại sao để ngài sống lại trong cái danh giáo pháp đó đó vậy chúng ta phàm phu chay như vậy mình đã huân tập bao nhiêu cái thứ tùm lum rườm rà rác rưởi phiền não nhiễm ô mà mình ứ thèm tụng kinh một tuần có một ngày học kinh có một tiếng thôi mà cứ rớt lên rớt xuống lực bà lực bụp vậy đó mình thấy chịu nổi không á à, bây giờ mình mình nhìn lại chính bản thân mình ha xung quanh mình mà có người thân người quen gì mà ráng hỗ trợ cho người ta cô nói thật luôn đó các vị đại anh a la hán thanh văn thượng thủ như vậy nhưng người ta vẫn thỉnh thoảng à mời đọc lại những cái bài kinh đó. Đó, tuần trước mình coi cái thầy Sona đúng không? À, à, cái vị thầy mà 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 độ cho 900 tên cướp đi tu á đúng không? Đó. Ngài vào tinh thất của Đức Phật được Đức Phật dạy là phải đọc lại một bài pháp cho ngài nghe đó. Thấy không? Rồi. Giờ mình nghe tiếp ha. 376. Giao thiệp khéo thân thiện, cử chỉ, mực đoan trang, do vậy hưởng vui nhiều sẽ dứt mọi khổ đau. Đọc tới bài kệ này cô mắc cỡ lắm quý vị, tại vì sao không? Cô hay bị che oai nghi lắm, sư phụ, sư huynh, sư bà, ai cũng che oai nghi của cô hết, nên giảng cái này cô mắc cỡ vô cùng. Hay gù, thôi giảng cho quý vị thấy là mình thiếu sót cỡ nào đi ha. Có cái vị thầy tỳ kheo này á, là rất là đặc biệt quý vị. Thầy có một cái oai nghi, đạo phong của thầy á, là xưa nay hiếm luôn. Nghĩa là cái vị này ha. 呃。Uh cái oai nghi của ngài mà nó nó viên mãn tới độ mà người ta không thấy ngài ngáp, không thấy ngài dơ tay dơ chân đi đứng đánh đồng đưa nói chung là ngài khủng khiếp lắm và tiền kiếp của ngài là một con sư tử mà sư tử chúa đó cái con sư tử này nó có cái cái tính cách là ví dụ mà nó săn mồi được mà nó đem về trong hang nó đúng không 7 ngày 7 đêm nó nằm ở trong cái hang đó đó mà khi mà nó giật mình dậy mà nó thấy có một cái chút bụi hoặc một chút lộn xộn gì đó chứng tỏ là trong lúc nó ngủ á phải không là nó có nó có cái sự mà cử động và không có đẹp ai nghi đó là nó bắt đầu lại từ đầu trong 7 ngày nói chung là tiền kiếp của cái con sư tử chúa này đã là một cái oai nghi rất là hùng dũng của một vị gọi là uh, chúa tể sơn lâm như vậy thì cái kiếp này vị tỳ kheo này sinh ra cái oai nghi của ngài rất là đặc biệt người ta không thấy ngài có một cái tiểu oai nghi nhỏ xíu nào mà là xấu dơ xấu hoặc là đáng bị che thì đức phật cũng tán tháng ngày này à, Đức Phật nói đó giao thiệp khéo thân thiện nghĩa là sao người tu có phải là lúc nào cũng cứng nhắc rồi tỏ ra cái vẻ là không có tiếp duyên xuất cảnh không không giao thiệp nhưng mà sao khéo có cái thân thiện mà có cái gì ạ có cái trang trọng cần thiết để mà giữ lại cái khoảng cách rồi cử chỉ mực đoan trang nhiều khi mà thân thiện quá nó trở nên gì xuồng xả đúng không này cũng mất hay nhưng mà cái cử chỉ này vừa thân thiện mà vừa đoan trang do vậy hưởng vui nhiều sẽ dứt mọi khổ đau nhiều khi mình mình thấy là mình cảm mến một vị thầy một sư cô nào đó chỉ vì cái gì cái đạo phong cái đức độ cái oai nghi của quý ngài cô cứ kể hoài là cô có một vị sư huynh mà cô quý quá cô kêu đại sư huynh luôn đó, đúng không oai nghi cái đạo phong của thầy mà cô có nhiều vị sư huynh khác nữa là vì cảm mến cái đạo phong của vị sư huynh đó đó mà đi tu đó chứ không phải là 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 là, là vì cảm mến sư phụ mà đi tu mà cảm mến đạo phong của sư huynh đó mà đi tu đó mà thầy đó cũng là người mà giúp đạo tràng mình trả lời câu hỏi vấn đáp đó quý vị bốn mươi mấy cái clip vấn đáp của mình là gần như 80% là sư huynh có tác động và 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 giúp sư cô trả lời đó mà cô cứ năn nỉ ỉ ôi hoài mời thầy ra ánh sáng mời thầy lên ánh đèn sân khấu mà thầy nhất quyết thầy không <laughs> Lần này xây chùa cũng cung kính đảnh lễ thỉnh thầy sang Hàn Quốc cho Phật tử được lợi lạc Nhiều khi thầy không cần đăng tòa thuyết pháp đâu Chỉ cần thấy thầy ngồi tụng kinh hoặc thầy đi đứng thôi là mình cũng đã rất là nể cái oai nghi của thầy rồi mà thầy nhớ quý thầy không ra hả những vị đó khó mời lắm quý vị còn cỡ cô đó không quá xá là tệ cho nên nó là cứ ràng ràng sang sang <laughs> nhiều khi nghĩ đến mình cũng thấy mình quá là xấu hổ với bản thân mình đó đó rồi thầy cũng rất là kỹ đó mỗi clip đó là thầy chỉ cho cô thầy dạy cho cô thầy tư vấn cho cô để tư vấn cho phật tử rồi thầy có check lại ông có nha thầy khó tính lắm đó thầy coi lại xong rồi hôm nào mà cô giảng phép mà cô cười vui quá thầy cũng nói là sư muội không có nên cười lớn như vậy khó tính vô cùng quý vị à, cực Kỳ, nghiêm túc cho cô nói là cái oai nghi cái đạo phong của người tu rất là quan trọng ha nói này mắc cỡ lắm cho nên không dám nói sâu vô chạy qua bài khác đi quý vị <laughs> cần tóm lại thì mình phải cần giữ oai nghi phẩm hạnh ha tại vì sao mỗi người tu là cái thông điệp phật pháp bằng chính cái phẩm cách và oai nghi của bản thân ở đây không chỉ riêng là quý thầy quý cô mới phải giữ oai nghi quý phật tử đến chùa có phải giữ oai nghi không mình đến chùa mà mình cứ thô tháo dục chạc nói chuyện thì oan oan vô chánh điện rồi cũng không biết nhỏ tiếng lại vô chánh điện rồi còn tụm năm tụm ba rồi xóc bịch ni lông rồi xè bánh mì ra ăn rồi làm cái đó có đúng không à hoặc là mình đi hành hương rồi mà mình còn uh, nhậu nhẹt bia bọt uh, này nọ trên xe rồi mình có thấy hợp lý không đó những cái chỗ này chúng ta thấy rằng uh, không ai là hoàn hảo cả nhưng mà mình trên cái tâm thái là mình phải sửa mình từng ngày à, bản thân cô biết cô có cái kém nào chưa cô, cô có cái xấu nào đó thì khi mà sư huynh sư phụ mà chỉ điểm ra thì mình có biết là mình sám hối và mình sửa không à rồi mình quên có người nhắc mình à, quý phật tử ở đây cũng vậy chúng ta biết là khi mình khóa cáo tràn lên à, khi mình bước đến chùa khi mình thọ tam quy ngũ giới Mình mở lời nói gì ra Thì nó cũng nên cần là một cái thông điệp Phật Pháp Bằng chính cái phẩm cách và cái oai nghi của chính mình Chứ Phật tử mà Mặc cái áo tràng mà đi cà sàn cà sàn Cà sạch cà sạch rồi lê đuôi dép Cà sạch cà sệt rồi có có ra gì không Không được ha à, Rồi 377 như hoa vasika quăng bỏ cánh úa tàn cũng vậy vì tỳ kheo hãy giải thoát tham sân cái này thì cái câu chuyện cũng đơn giản thôi là có có các vị tỳ kheo này là đang có cái đề mục tu tập thiền quán thì khi thấy một cái cánh hoa nó rơi, cánh hoa nó đang nở đẹp ở trên ở trên cành thì nó rơi, nó rụng lá tả xuống rồi nó tàn úa. Ở đây mà vị nào mà ở các cái nước mà nó có bốn mùa giống Canada nè, Mỹ nè, Hàn nè, Nhật nè sẽ thấy gì ạ? Cái này là biểu tượng rõ ràng nhất của gì? Hoa đào, à, cherry blossom đúng không? hoa đào nó đẹp khủng khiếp nhưng mà sao ạ à? À, nó cũng nhanh tàn khủng khiếp chỉ cần một cơn mưa thôi mình thấy là hoa rơi đã chả thì trong lúc quý thầy mà đang thiền quán tọa thiền mà để quán chiếu như vậy thì quý vị thấy cái cánh hoa rơi xuống thì thấy được cái sự gì ạ à? vô thường sát na xanh diệt như vậy thì quý ngài hạ cái quyết tâm là sao trước khi mà cánh hoa này nó úa tàn và nó rụng hết thì chúng ta phải dứt hết đạo hoặc chứng được a la hán thì đức phật thấy được cái công hạnh của quý ngài và công phu cũng đủ thời rồi cho nên đức phật hóa hiện để đọc bài kệ này tán thán quý thầy và quý thầy đã chứng được quả a la hán thì chúng ta thấy là sao quăng bỏ cánh úa tàn cũng vậy vì tỳ kheo hãy giải thoát gì ạ à? hãy giải thoát khỏi tham sân vậy nha à, mục đích chính của người học phật cô nhắc lại như từ đầu đó là tu để chuyển hóa tham sân si có ăn lạc giải thoát chứ không phải tu để có thần thông tu để biết nhiều kinh để học thông hiểu rộng rồi đi cãi lộn với người ta là không phải à, rồi tóm lại rồi qua đây đi để cái đoạn cuối nó dài quá tốc độ của cô vậy là nó sợ trễ nữa rồi thôi chúng ta lắp bánh xe chạy cho lẹ chút đoạn này nha thân tịnh lời an tịnh an tịnh khéo thiền tịnh tỳ kheo bỏ thế vật xứng danh bậc tịch tịnh rồi đoạn này wow thôi cái này cũng phải giảng nè tỳ-kheo bỏ thế vật xứng danh bậc tịch Tịnh cái này giảng lễ cho cô cho quý vị cùng nhắc lại chúng ta đây thân tịnh lời An Tịnh khéo thiền Tịnh vì tỳ-kheo phải luôn trâu dồi cái giờ trí tuệ ở đây là lần thứ bao nhiêu Đức Phật nhắc lại trong cái phẩm tỳ-kheo này rồi đúng không chúng ta phải trau dồi trí tuệ bởi vì trí tuệ chính là mục đích tối hậu của cái người tu Phật mình tu phải mở khai trí tuệ của nói từ đầu rồi đúng không? Có thiền có tuệ, cái đó có trí gọi trí bát nhã đó. Cái chỗ này là cần phải cái chỗ đạt đến. Mình không có trí thì không cách nào mà giải thoát khỏi được cái phiền não của mình chứ đừng có nói là giúp ai. Mà ngoài ra song song đó thì phải gì ạ? À? Phải biết có bổn phận giúp đỡ những người khác cùng tiến hóa với mình, phải luôn học hỏi để trở nên sáng suốt chứ không phải mình chỉ an mình mình thôi, người ta xấu tốt gì kệ, mình không có cái tư tưởng độ tha như vậy cũng chưa có trọn vẹn ha. À, muốn mà lợi tự lợi lợi tha thì sao không có được làm phiền ai à, không có để cho ai phải lo lắng nặng lo về mình nhất là quý vị thầy tỳ-kheo xuất gia hoặc là tu sĩ xuất gia như sư cô cũng vậy cho mình xuất gia là mình bỏ cái thế vật cho nên mình đừng có đem cái gánh nặng thay vì mình chính bản thân mình không tự tạo ra kinh tế để nuôi sống mình rồi thì những cái nhu cầu của mình sao ạ phải giảm xuống tối đa Đức Phật dạy cho quý thầy tỳ-kheo là phải giảm như giờ thiểu dục tri túc trong ăn mặc ở những cái nhu cầu đó không bao giờ được đầy đủ chứ không phải là mình mình làm sư rồi cho mình đem cái gánh nặng kinh tế vật chất của mình đặt lên vai của những đàn na tính thí khác để cho người ta có nhiệm vụ phải lo lắng cho mình phải gánh thêm mình như vậy thì nó không hợp lý lắm đúng không đức phật dạy các thầy tỳ khưu phải sống như loài ong tức là hút mực của hoa nhưng sao ạ vừa chừng không có làm tổn hại đến cái đó hoa đó cũng vậy chúng ta nhận bát cơm của đàn na tính thí nhưng mà vừa chừng để không có làm gánh nặng cho người khác và chúng ta nhân cái việc nhận bát cơm đó để chi tạo phương tiện để mà giúp đời độ đời như vậy mới đúng đắn ha tùy à, theo thì từ bỏ tất cả các sự nghiệp của cải không giữ lấy của thế gian điều này là đúng rồi cho nên cho dù có bởi vậy chúng ta thấy ở nhà mình mình xây cái nhà nhỏ mình chùa có sao phải hay thiệt là bự không tại có sở hữu của ai không? không sở hữu của thập phương bá tánh cho nên nó thường là nó thường là cái công đức nó nó lớn hơn là cái ngôi nhà cá nhân của mình là vì vậy đó à, cái nhu cầu của một vị tỳ kheo thì rất là rất là ít ỏi ha à, vì nếu mà một tỳ kheo sống đúng pháp đúng như pháp như luật thì sao cái nhu cầu rất là ít và chỉ gồm thâu trong cái gì cái hạnh tri túc ở đây cô gửi thêm một cái Cô gửi thêm một cái thông tin này vô Zoom để cho quý vật tử hiểu thêm đó là có năm điều thu thúc trong luật à, dành cho một vị à, tỳ kheo đây. Cô gửi vào Zoom thì quý vị đọc được đúng không? Cô gửi cho everyone nè. Đây quý vị lấy cái tài liệu này để mà học thêm vừa rồi có nhiều người nói với cô là muốn lấy lại những cái tài liệu mà cô giảng đúng không kinh pháp cú vì nó có nhiều tích truyện và cái nội dung nó cũng không có nhiều cái cái lý thuyết như Phật học phổ thông cho nên là cô đã không có soạn nhưng mà tiếp tới kinh Trung Bộ thì cô sẽ soạn theo từng chủ đề rồi từng bài giảng cô sẽ gửi trước cho quý vị có cước chú rõ ràng quý vị thậm chí có thể in nó ra thành một cái tài liệu tham khảo không phải chỉ cho khóa này mà cho khóa sau thì giờ những cái mà nội dung mà nó thuộc về lý thuyết như vậy thì cô gửi lại ha ở đây trong uh, luật có ghi là năm cái điều thu thúc à, trong thứ nhất là uh, thu thúc với giới bổn thu thúc lục căng rồi thu thúc trong ái dục bằng trí tuệ thu thúc trong kiên nhẫn uh, sự nín nhịn lạnh nóng đói khát đau khổ vân vân và thu thúc trong tinh tấn tức là dứt trừ những cái gì là tà tư duy suy nghĩ quấy trong các cõi dục sắc và vô sắc vân vân đây là những cái điều mà tri túc thiểu dục của uh, một người tu sĩ rồi và mình lướt qua cái này để mình vào cái câu tích truyện 379-380 à, liên quan đến một cái tôn giả Nagalakusa ở thành xá vệ. Cái tích truyện này cũng hay lắm quý vị. Tự mình chỉ trích mình, tự mình dò xét mình, tùy kheo tự phòng hộ, chánh niệm trú an lạc, tự mình y chỉ mình, tự mình đi đến mình, vậy hãy tự điều phục như khách buôn ngựa hiền. Rồi cái tỳ kheo này là có một cái chiếc khố rách ông này là trước đây là ông làm trước khi mà xuất gia ông này ông khổ lắm ông nghèo khó ông đi làm thuê làm mướn gì đó nói chung là ông chỉ có một cái chiếc khố rách để che thân thôi và một cái cày để đi làm thuê toàn bộ gia sản của ông là ông chỉ có một cái khố rách để che thân và một chiếc cày quần để ông đi làm thuê Tóm lại là vậy đó ông nghèo tới mức độ đó thì một hôm à, cái vị này á, thì được à, vị à, một vị tôn giả trong tăng đoàn của đức Phật đủ duyên mà hóa độ thì vị tôn giả này nói là ông sống một cái đời mà nó rất là khổ đau nghèo cùng như vậy rồi ông có muốn xuất gia không thì à, vị cái người nghèo khó đó nói là hồi ơi cái thân phận nô lệ nghèo cùng như con ai mà cho con đi tu bây giờ ý ngày xưa đi tu là lên cái giai cấp tu sĩ là bà La Môn là lãnh đạo, à, lãnh đạo tinh thần của xã hội đó, đó là một cái giai cấp cao quý nhất trong xã hội. Trong khi mình đang bần cùng nô lệ như vậy, thì vị tôn giả nói được, ta sẽ tế độ cho ngươi thì sau khi mà cái vị này à, xuất gia thì sao ạ? À? Hằng ngày được sao? Trì bình, à, đi bác trì bình đó. Cho nên là ngài có cần phải lao động khổ cực gì không? Không, nhưng mà ngài đi xin thì người ta có cho cơm không? Có, vậy cho nên là cái việc ăn ở của ngài nó thoải mái thảnh thơi không? À, tu hành nó cũng tiến bộ, nhưng mà đường thời gian thì sao ạ? À? Lùi xùi lại Nghĩ tại sao mình cứ phải mỗi ngày đi xin một cái bữa cơm vậy Bữa thì ngon, bữa thì chẳng ngon như ý mình Thôi, mình đi về đời lại đi Chờ mình muốn gì mình ăn đó Ông về đời thì hồi trước ông đi tu ông có cái khố với lại cái cây rìu đó Cho nên ông treo ở trên cái gốc cây ở đầu tinh xá đó ông đi về ông đi ngang cái đó ông dòm lại ông nhớ lại cái quá khứ của mình sao hồi quá khứ mình đâu phải là dễ dàng trưởng giả gì đâu về mình làm lụng gần chết bị cày bừa khủng khiếp mà cũng um, đói không đủ ăn mà áo rách không đủ mặt nữa ông thấy vậy ông rất là xấu hổ và ông quyết định ông quay lại ông tu rồi tu được vài ba bữa rồi ông tiếp tục em thoái tâm ông đòi đi về đời đi về đời thì lại thấy cái khố rách với lại cây rìu đó ông lại đi vô tu cái ông cứ sàn qua sàn lại như vậy thì mấy vị tỳ kheo mới nói là trong ông này ông cứ đi đâu mà ông cứ cứ đi ra đi vô vậy thì ông mới nói là tôi đi đến vị thiện tri thức của tôi cái mọi người không biết thiện tri thức ông này là ai có ông sư phụ tế độ rồi không phải thiện tri thức hay gì mà cứ đi ra đầu đầu làng để ngó cái khố rách với cây rượu ở trên cây ngó trên cây gì không biết ngó cái gì mà cứ nói là thiện tri thức của ông thì có một hôm cuối cùng ông ra đó ông ngó và sao Ông thấy là tại sao mà mình cứ lùi xùi lụt sụt như vậy hoài Ngày xưa mình cũng có dư giả gì đâu Mình sống khổ sống sở sống rất là bị người ta coi thường Bây giờ mình sống rất là an lạc thánh thơi Không cần phải lo cái ăn cái mặt có thầy tu tăng đoàn như vậy Có tăng thân như vậy mà mình thấy mà mình cứ đi ra đi vô như vậy Là mình liên tiếp ổng đem cái khố với lại cái cái khố rách với cây rìu của ổng ngày xưa đó Ổng ném ổng dục luôn Từ đó là ổng hạ thủ công phu thiền quán ông chứng thánh luôn Sau từ đó là ông không có đi đi kiếm thiện trí thức nữa thì các vị tỳ kheo mới uh, mới đi mét đức phật nói, ủa sao bữa nay ông hết đi tu rồi ông hết đi kiếm thiện trí thức hả ờ ừ, tôi không cần thiện trí thức nữa cái các vị tỳ kheo mới lên thư với đức phật là vị này không có chịu tu nữa là không có đi tìm vị thiện trí thức của mình để tu nữa đức phật nó không có tạo ông tự chứng thánh rồi ông chứng thánh rồi ông có đi kiếm ai nữa không ngày xưa ông còn ham ông còn ham đi về đời cho nên ông phải ngó cái quá khứ hết rất là khủng khiếp rồi như vậy đó để ông vô tu thì cái đó có phải là cái ông thiện trí thức của ông không còn ngày nay ông mở khai trí Tệ rồi ông nhan tịnh rồi ông rất là tự tại thung dung rồi cho nên ông không cần về nữa ha thì cái câu chuyện này cũng nhẹ nhàng dễ thương thôi nói chung là mỗi lần ông bất mãn ông định hoàn tục á thì ông lấy cái khố và cái cày làm cái đề một thiền quán À, để cho ổng ngồi ổng quán thì cuối cùng ổng chứng đắc được a la hán về thành quả tốt đẹp này thì đức Phật mới đọc cái bài kệ này cho mình nghe ha tự mình chỉ trích mình sao tự mình dò xét mình chỉ có tự mình mới biết được mình là như nào thôi đúng không thì tùy theo tự phòng hộ chánh niệm trú an lạc mình biết đủ là đủ đúng không giống như vị tì, vị đức vua Trần Nhân Tông Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông của mình cũng có một câu thơ rất rất là nổi tiếng mà phải nói là chân lý của cuộc đời luôn á đó. đói đến thì ăn mệt ngủ liền trong nhà có báu thôi tìm kiếm phải Đúng không? Đối cảnh vô tâm là đừng có hỏi thiền nữa. Đó, thì chánh niệm trú an lạc biết đủ là an lạc ngay đây. Tự mình y chỉ mình, y chỉ là nương tựa, nương về học hỏi đó. Nương ai? Nương chính mình nè. Chứ không phải là nương cái cái khố rách hay cái cây rìu đó là sao ạ? À? Nhìn vật để đối lại dò chiếu cái tâm mình. À? Tự mình đi đến mình, vậy hãy tự điều phục như khách buôn gợi hiền. Đúng không? Rồi ở đây có thêm một chút uh, một chút cái uh, về lý thuyết về trong cái giới luật giáo hội tăng già nữa cho phép thầy Tỳ khưu uh, thọ lãnh cái vật dân cúng gì vân vân uh, khi nào được thọ lãnh khi nào không được thọ lãnh và khi nào không có thì cái món gì được quyền hỏi bà con thân thuộc thì cô gửi luôn cái nội dung giáo lý này vào trong nhóm nha uh, vào trong zoom để quý Phật tử nào mà có muốn nghiên cứu học hỏi thì học hỏi thêm rồi còn khi nào mà vị tỳ khưu mà phạm cái lỗi mà à, gì mà phải bị trục xuất khỏi tăng già luôn vân vân cái này tại vì nó quá là liên quan đến lại là giới luật của tỳ khe cho nên cô gửi riêng ở trong nhóm này quý Phật tử nghiên cứu nha. Còn trên à, mạng thì không cần phải giải thích dài dòng ra cái này mình kì, kì, sợt một cái là nó ra hết trơn à. Rồi, bây giờ mình đi đến à, đi đến ba à, câu kệ cuối cùng cũng là ba câu kệ có tích truyện hay nhất và dài nhất. Cô hy vọng là cô sẽ ráng nói trong vòng 10 phút để không có lúa giờ. Rồi, ráng nha. Đây là cái tích truyện mà cô thích nhất luôn trong toàn bộ phẩm kệ trong toàn bộ các phẩm tỳ khưu này. Um, 381 tỳ kheo nhiều hân hoang tịnh tính giáo pháp Phật chứng cảnh giới tịch tịnh các hạnh an tịnh lạc tỳ kheo tuy nhỏ tuổi xuyên tu giáo pháp Phật soi sáng thế gian này như trăng thoát khỏi mây đây câu 382 là câu chốt lại của cái phẩm tỳ kheo bằng bốn câu kệ rất là dễ thương tỳ kheo tuy nhỏ tuổi xuyên tu giáo pháp Phật soi sáng thế gian này như trăng thoát khỏi mây tại sao ở đây gọi là tỳ kheo nhỏ tuổi nè hôm trước cô có nói một lần viết ai nhớ ông ta trong gia tăng đoàn của Đức Phật á, chỉ có hai vị tỳ kheo duy nhất mới có 7 tuổi đã được thọ tỳ kheo. Hai vị duy nhất thôi. Gọi là Sa Di nhỏ tuổi Sa Di mà 7 tuổi là còn rất bé luôn nha. Sa Di có thể 12, 15 tuổi đó. Đó. Sư cô làm các bài giảng kinh MB3 làm rồi. Cái này có làm rồi. Ban truyền thông có nén tất cả các tay của cô thành MB3 mà B3 rồi có cần thiết thì cô sẽ gửi link cho gửi link rồi quý vị dán vô USB hoặc dán vô đâu cũng được hết lên xe hơi mở nghe được cái này làm MP3 rồi nha La Hầu La phải không cô sai rồi La Hầu La là vị sa di đầu tiên nhưng không phải là vị sa di nhỏ tuổi được thọ giới tỳ kheo hồi Đức Phật còn tại thế tỳ kheo thọ giới phải đủ bao nhiêu tuổi 20 tuổi, đúng rồi bây giờ cũng phải 20 tuổi chứ không phải hồi Đức Phật không đâu Bây giờ nhỏ hơn 20 tuổi có được thọ tỳ kheo không? Không tuổi đời là phải 20 tuổi trở lên thì mới được gọi thọ tỳ kheo tỳ kheo ni vậy trong tăng đàn của đức phật chỉ có hai vị 7 tuổi đã được thọ tỳ kheo rồi siêu đặc biệt luôn hôm nay chúng ta sẽ liên học về cái vị này và vị này cô cũng rất là thích luôn có 7 tuổi thôi quý vị thì là chốt của cô gửi Linh cho con thỉnh với cô cái bạn nào đang nhắn cái này nè là hết giờ học inbox lại trong bay của đạo tràng dùm sư cô nha có link thì bên admin sẽ trả lời nha rồi cái vị tỳ kheo này là sao à, vị uh... trước khi giảng cái câu này cô phải giảng câu uh, trên tỳ tỳ kheo nhiều hơn ngoan tịnh tính giáo pháp vật chứng cảnh giới tịch tịnh các hành an tịnh lạc đúng không tức là sao vị tỳ kheo phải sống trầm lặng ở một nơi xa vắng yên tĩnh à, hoặc là có thể tích cực hoạt động trong xã hội cái chuyện đó bây giờ xã hội ngày nay nó không có à, hạn chế nhưng mà sao à, đối với cái vị tỳ kheo mà trẻ tuổi nhiệt thành với giáo pháp thì có thể cống hiến được cho phật pháp cũng như cho thế gian rất là à, rất là nhiều còn lối sống của người tu tuy là có hoàng pháp có va chạm với lại thế gian nhưng mà sao luôn luôn phải biết cái đời sống an lạc tịch tỉnh của mình lối sống cô độc trầm lặng thì cái nó mới thích hợp với đời sống của tu sĩ ngoài những cái việc mà mình phải trách nhiệm mình phải làm thôi ngoài ra mình cũng có những cái giờ mà an lạc tịch tỉnh cho riêng mình chứ không phải lúc nào cũng năng xăng lao sao trạo cửa trong tâm hồn thì không được ha cái y vàng thì tượng trưng cho sự tà trong sạch và khiêm tốn giờ mình có hiểu được cái màu y vàng của quý thầy quý, thầy, quý sư cô mặc không ạ à, tượng trưng cho cái sự trong sạch và khiêm tốn khiêm hạ thì khi bản thân mình đã khoác lên một cái bộ y vàng tức là đã à, luôn nhắc mình hướng đến cái mục đích cuối cùng là sao ạ à? tận diệt dục vọng để chứng được cái đạo quả niết bàn à, cho nên là làm một người tu thì chúng ta um, luôn nhắc nhở mình là phải sao từ bỏ những cái thú vui của thế gian những cái khát vọng à, của đời sống thế tục Ừ. và tất cả những cái mình đang còn thọ lãnh ở đây giống như sư cô ở đây cũng phải nhờ cái laptop mới lại nói chuyện với quý vị đúng không rồi muốn truyền đạt cái giao pháp cái bài pháp của mình lên trên mạng thì cũng phải nhờ uh, điện thoại hoặc là máy quay phim để mà uh, ghi âm lại ghi hình lại cái bài nói chuyện nhưng mà mình phải biết là đây chỉ là cái phương tiện để đạt được cái mục đích của mình là gì mục đích là mình uh, hoàn pháp truyền pháp chứ nó không thật sự là cứu cánh không phải đi tu là để sắm cho cái chùa thiệt là bự hoặc sắm cho các cái công cụ truyền thông hiện đại ý là cô diễn đạt ở đây Nên là mình phải biết được là những cái vấn đề vật chất thế gian mà mình còn sử dụng nó như là một cái phương tiện thôi chứ nó không phải là cứu cánh rồi bây giờ cô sẽ đi kể cái câu chuyện mà vị tỳ kheo nhỏ tuổi mà cô rất là thích ha thì hôm trước trong một cái phần vấn đáp phật pháp thì sư cô đã có lần giảng không biết là quý vị nghe có nhớ không tức là có một cái anh này là anh anh giống như là nô lệ phải nô lệ đúng là làm nô, nô bọc ở trong gia đình trưởng giả rất là giàu có và cái anh này á là thường là không có tiền rất là nghèo hôm đó rất là may mắn anh có một cái phần cơm mà phần cơm á là đầy đủ hơn bình thường cơm trắng thôi nhưng mà bình thường thì cũng không có cơm để mà ăn thì hôm đó thì bà vợ mới nấu cho anh được một bát cơm xong thì rất là may có một vị phật độc giác đi ngang nhà và thay vì là lâu lâu mới được ăn một bữa cơm trắng ngon lành như vậy thì anh phải rất là háo ăn mới phải hôm anh lại thấy vị phật độc giác thì lúc đó lòng anh nó khởi lên cái tâm tịnh tính anh nói những lúc mà mình thấy phật á thì mình không có gì để cúng những lúc mà mình có bánh để mình cúng thì lại không thấy phật đâu hôm nay rất là may mắn thì chúng ta biết quý vị Phật độc giác là không có giáo hóa nhiều như vị Phật chánh đẳng chánh giác đúng không? Ngài không có nói kinh thuyết pháp cho nên là ngài rất là lâu ngài mới đi, uh, đi 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 khất thực một lần thôi. Cho nên là gặp được ước vị Phật độc giác này anh hoan hỷ quá, anh cúng hết cái bát cơm của mình cho Đức Phật luôn. Đức Phật thọ lãnh thì anh cực kỳ hân hoan thì lúc đó chư thiên tán tháng quá chừng. Thì cái ông trưởng giả này ông mới nói bình thường ông cũng cúng dường quá chừng cho Sa môn, Bà La môn mà sao không có ai tháng tháng hôm nay chư thiên lại tán tháng như vậy thì hỏi ra mới biết là chư thiên tán tháng cái bố thí ba la mật của cái anh cái anh làm làm thuê trong gia đình á cho vị phật độc giác thì ông trưởng giả mới đến ông mới nói là à, thôi à, tôi trả anh một đồng xu nè anh bán cái bát cơm hồi nãy đi tức là cái phần phước hồi nãy là tôi cúng chứ không phải là anh cúng mà giờ tôi cho anh đồng xu nè thì anh làm con có lấy tiền không nói không con cúng với hết cái tấm lòng của con nên con không lấy đồng xu này đâu thì ông trưởng giả mới nói sao vậy thôi con hồi hướng cái phước đó cho ta đi tức là cái phước hồi nãy á giờ không cho phải không bán không mua đúng mua không bán đúng không thì giờ hồi hướng cho ta đi thì anh này ảnh không biết hồi hướng là sao có được không anh mới nói thôi để con đi hỏi đức phật có được không nghe mới hồi hướng cái thì anh đi hỏi đức phật là do ông chủ của con đời hồi hướng á đời chia phước vậy đó có cho không thì đức phật sao đức phật dạy là con nên chia phước cho con nên hồi hướng cho ông trưởng giả của con thì anh này nghe phật dạy xong với hoan hỷ là à con xin hồi hướng cái phước báo khi nãy mà con cúng dường cho ngài á à, là để cho ông ông chủ của con là ông trưởng giả của con cũng được cái phước báo như vậy à chúng ta thấy lợi ích không ạ à? hôm bữa ai có câu hỏi cô là giờ có hồi hướng cho người sống không người đang sống đừng hồi hướng con này là sai quá sai luôn nha à ngày xưa đức phật cũng dạy mình là sao phải phải chia phước nha chia phước thì sao ảnh có 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 mất miếng nào không đâu không mất miếng nào đâu nhưng mà ông chủ có không? À vậy hai người được phước hơn đúng không? Và rất là hoan hỷ luôn quý vị Với một cái nhân duyên mà cúng dường cho Đức Phật độc giác và tịnh tính như vậy Thì nhiều kiếp anh sanh lên cõi trời à, Sau đó thì anh uh, suốt so, anh cái kiếp cuối của anh á, mà gặp Đức Phật Thích Ca là biết là ai không? Anh là anh là vương tử Ana Luật Chúng ta có nghe tôn giả Ana Luật lần nào chưa? Có ai nghe nói về tôn giả Ana Luật chưa? đợt này á đúng ra cái ngày hôm nay là cái ngày phát biểu 10 vị đại đệ tử phật ở trong khóa tu của cô nè bởi vì hôm nay cô cho nghỉ khóa tu cô tiết vô cùng là tiết luôn đó quý vị hôm nay là ngày phát biểu 10 mười vị mười vị tôn giả đúng rồi đó là ngày ana luật ngày ana luật là một ngày rất là đặc biệt ngày là em út của ngài mahanam đó đó là ngày xuất thân trong dòng họ thích ca mà ngài này úi cha là, là 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 rất là rất là giàu đi vì cái phước của ngài. Ngày xưa lúc mà cúng dường cho Đức Phật Độc giác á ngài ngài nguyện cái là sao ạ? À? Không bao giờ trong lỗ tai con nghe cái chữ không có. Tại kiếp này, kiếp đó là ảnh làm gì? Ảnh làm nô tỳ, ảnh làm nô bọc á cho nên là ảnh nghèo khó cái gì anh cũng không có hết á. Anh cúng cho Đức Phật anh nguyện là không có cái kiếp nào mà con nghe cái chữ không có hết là muốn cái gì cũng có cái đó hết á. Đó. đó là cái phước của anh như vậy và anh nguyện như vậy thì Đức Phật có chứng không? chứng cúng dường cho một cái bậc a la hán như vậy đại a la hán như vậy là anh thành tựu thì cho nên kiếp này anh sinh ra trong nhà mà vì anh rất là giàu đi cho nên nó là lúc nào mà anh cần cái gì anh cũng có hết đó cho nên chưa bao giờ từ hồi đẻ ra đến lớn là anh chưa bao giờ nghe chữ không có hết đó thì hôm đó anh mới đi chơi chơi giống như là chơi game chơi trò chơi với mấy bạn vương tử ấy, nhỏ nhỏ ở trong cung á thì chơi thì ai thua là phải đem bánh gì cho mọi người anh cứ thua hoài à thì anh mới chạy về xin mẹ bánh hoài à mà mẹ thì đang bận lỡ tay lỡ chân mà xin một lần thì cho xin hai lần cũng cho xin ba lần xin tới lần thứ tư bà mẹ mệt quá bà mẹ bực quá bà mẹ kêu không có cái ảnh mới nói à. ủa mẹ có cái bánh không có mà mẹ bữa giờ không cho con hả tức là ảnh không nghe được cái chữ không có ảnh không có hiểu không có là không có bánh mà anh nghĩ cái bánh đó tên là bánh không có đó cái bây giờ anh đòi mẹ là đưa cái bánh không có cho anh nữa chứ anh nhỏ anh dễ thương lắm thì bà mẹ mới làm sao lấy một cái tô bằng vàng lấy thêm một cái dĩa bằng vàng đẩy cái nắp lại bưng qua kêu là sao đây là cái bánh không có nè ý là trong cái đó là không có bà mẹ muốn dạy cho con biết cái không có là nó không có cái gì để ăn đó xong rồi anh Bưng cái này về thì Chư Thiên lúc đó mới mới mới, mới rung động luôn tại vì vì cái phước của ảnh rất là lớn cho nên nó là khi mà ảnh cầm cái bát mà không có gì ăn thì Chư Thiên thấy sao? Nếu như mình không cúng dường cho cái vị vương tử này tại vì vị này là vị rất là đức độ và cái cái phước của ổng là không thể nào không có được cho nên Chư Phương Thiên mới đem bánh của mình bỏ vô cái cái bát không có đó. Mà bánh của Chư Thiên có khác với bánh của người ăn không? quà wow, khác chứ đồ của chữ thiên là ngon ngọt hơn nhiều lắm thượng vị cho nên khi anh mở cái bát ra anh ăn cái bánh không có này thì quá là ngon anh nói hồi ơi nhỏ giờ mẹ mình không thương mình cái bánh ngon như vậy mà không cho mình ăn cho nên là anh chạy về anh nói mẹ cho con cái bánh không có nữa đi và mẹ không hiểu làm sao luôn á bây giờ bà mẹ cái lại lấy một cái bát không cứ mỗi lần từ đó về sau là anh cứ đòi ăn cái bánh không có thôi hả à. tại cái bánh đó nó ngon hơn cái bánh ở dưới thế gian này làm được phải không cho nên là cứ mỗi lần mà bà mẹ thấy con đòi ăn bánh đó là cũng làm bổn củ soạn lại Bà cứ lấy cái dĩa không, cái chén không, cái bát vàng bà đưa cho con là chư thiên 100% cúng cho anh cái này À thấy cái phước của ngài rất là đặc trưng không Cho vị nào mà chọn phát biểu về ngày Anna Luật là rất là hay ha? Nhóm nào mà chọn phát biểu Hay là cô mở rộng ra cho quý vị trong Zoom online được phát biểu luôn Quý vị trong Zoom có muốn phát biểu không có muốn lập thêm phát biểu không? Thôi giờ nghiên cứu đi nha, từ đây tới tối nghiên cứu xong rồi nếu mà trong trong Zoom mình mà muốn phát biểu về 10, 10 vị tôn giả thì giờ ở bên này cô có bốn nhóm rồi nè, còn lại sáu vị tôn giả còn lại thì mình tự chọn được không? Nhóm tối thiểu phải hai người, tối đa là sáu người, được không ạ? À? Rồi mình tự bắt nhóm đi, xong rồi á mình sẽ phát biểu ai mà chọn ngày Anna Lực cô thấy cũng hay lắm nha, đó. Tức là ngày hay vậy đó, ngày nhỏ lớn giờ ngày không có cái vụ không có nhưng mà thôi bây giờ đức phật sau khi mà thành phật có tiền sao thì vương tôn công tử à, vương tôn công tử thì người nào cũng xuất gia một người vậy á cô kể lễ dài dòng gì khi nào hết giờ mà chưa hết kinh thì uh, vương tôn công tử ai cũng xuất gia thì có nhà của ngài A-Lan được là chưa có ai xuất gia thì bây giờ có hai anh em thì ngài mai hana mới nói là bây giờ uh, anh xuất gia đi theo đức phật thì em ở nhà em 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 làm việc của một gia chủ đi anh nó lực mới hỏi làm gì của gia chủ là làm gì cái gì anh anh kể ra là nào là phải quản lý là điền ruộng là cày cuốc như nào bồ lúa thóc lúa nô tỳ ở trong nhà nô bọc quản lý tài sản sao nghe kể quá chừng đó. Thôi em không làm nổi đâu để em đi tu. Tức là sao nghe kể cái chuyện mà để quản lý Ừ, để quản lý một cái một cái gia sản như vậy đó ảnh khủng khiếp quá nhỏ giờ anh chỉ biết đòi thôi anh chưa bao giờ, giờ biết làm cho nên bây giờ nói thôi giờ em để em làm mình làm tu sĩ đi chứ em mà em mà em mà à đi làm gia chủ nha anh em quản lý cái tài sản này không có nổi anh đi tu à thế là vương tử a na luật này đi tu với đức phật thì khi ngài đi tu thì rất là tinh tấn trong tăng đoàn thì cuối cùng là sao ngài ạ à? ngài chứng a la hán ngài chứng a la hán rồi thì ngài có thần thông ngài biết về những cái kiếp quá khứ là mình đã từng sanh ở cái nước đó nước đó mình đã từng là một cái nô bộc như vậy và mình cúng dừng phật độc giác như vậy như vậy vậy Xong ngày mới chợt nghĩ đến a à, vậy cái ông trưởng giả ngày xưa của mình bây giờ ông tái sanh ở đâu Đó Cái ngày mới phát hiện ra là sao à Cái ông trưởng giả ngày xưa ông tái sanh bây giờ là một cái vương tử nhỏ Mới có 7 tuổi thôi Trong một gia đình trưởng giả cũng rất là giàu có Và tôn giả ana Luật đã đi đến tận cái nhà của trưởng giả đó Để chi Mục đích là chi ạ à? Để độ cho cái chú bé 7 tuổi đó là kiếp trước là Nhiều kiếp trước là ông trưởng giả mà mình có chi phước cho ổng khi cúng dường Phật độc giác đó ừ thì cái chú bé này mới là cái nhân duyên mà cái vị sa di mà cô nói là 7 tuổi được được được, được thọ tỳ kheo là rất là đặc biệt. Không phải tự nhiên mà kiếp này người ta được như vậy đúng không? Vì nhiều kiếp ông trưởng giả đông cũng đã bố thí cúng dường làm phước rất là nhiều và ông cũng nguyện sao ạ? À? Nguyện cho con có cái phần phước như ngài được chứ ngài được là gì ạ? Đó trước A La Hán. Cho nên kiếp này cũng rất là rất là có 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 tố chất Mình nói kiếp kiểu như là nói người nói người đời là có cái tố chất cần trong nhà Phật là cái chủng tử đó thì khi cái chú bé sa di 7 tuổi này được tôn giả xá lợi tôn giả ana luật đến tế độ đó thì ngài rất là nhanh thôi ngài đã có thần thông và thần thông rất là đặc biệt luôn. vừa có thần thông vừa chứng a la hán khi chỉ có 7 tuổi thôi. thì uh, tôn giả uh, a na luật mới thử đệ tử của mình mới bảo là đi uh, lấy nước cho ta ở cái hồ uh, cái hồ nước rất là rất là cái hồ đó rất là gọi là hồ thiên đó. mà cái hồ đó là có một con rồng mà là long vương á. con rồng này nó giữ lắm quý vị. con rồng này nó giữ cái nước đó và nó không có cho ai lấy hết. nhưng mà cái vị uh, a na luật này có biết là, là 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 sai di của mình đã có thần thông không? và có rất là gọi là giỏi đó cho nên là cũng muốn thử muốn thử cho nên nó là đưa Sa Di của mình bảo là đi đến nó lấy nước thì tại vì thầy mình đang bệnh mà thầy nói là chỉ có cái nước đó thì mới uh, mới mới chữa bệnh được cho thầy mình thôi cho nên chú Sa Di này đến thì Long Vương nó có cho cho lấy không rồng nó có cho lấy nước không không rồi nó làm khó không làm khó thì làm khó không? quá chừng làm khó cái chú tiểu này luôn nhưng mà cái chú tiểu này là có phải chú tiểu bình thường không à chú tiểu này là chú tiểu có thần thông và chắc chắn á là, là 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 cái thần thông này phải hơn lâm vương thì lâm vương cứ phóng ra cái này thì chú tiểu nói chung cái đoạn này rất là dài dòng đi ha cô gì giải diễn cho nó nhanh thật nhanh đi nhé thì cái chỗ này á thì cuối cùng là sau một cái cuộc đấu thần thông với lại con rồng mà với lại cái con lâm vương thì chú sa di này là thắng ừ. và chú sa di này thắng thì sau đó là sao từ đó là con con rồng này nó nó rất là sợ cái hồ Anotakta đó à, Long Vương này là Long Vương uh, Banaka nha thì uh, khi mà Long Vương uh, mà bị thua rồi đó nói chung là đoạn này dài lắm mà kể khi ai mà đọc tích truyện kinh pháp cú thì biết chuyện này dài siêu là dài luôn thì cuối cùng là con rồng nó thua thì nó mới nói là thôi được rồi từ đây á, về sau á mà ngài mà có cần hồ cần ngừng cần nước ở hồ Anotakta thì ngài đừng có đến nữa ngài hãy sai tôi đến thì tôi sẽ lấy nước cho ngài vân vân tóm lại là Long Vương vừa vừa chở nước về cho thầy chú mà vừa vừa sao ạ, giống như là thu phục được á, thu phục được, thu phục được thêm một con rồng làm làm lính cho mình vậy đó, cho nên là con rồng nó nói là lần sau mà ngài cần nước thì ngài chỉ cần bảo tôi thì tôi sẽ đi uh, đi uh, lấy lấy nước về cho ngài hay ông mới có 7 tuổi thôi mà thu phục được con rồng đó thì Ngài đem nước về cho thầy mình chữa bệnh thì thầy mình hết bệnh vậy đó thì à, trên đường về lại à, tinh xá thì mới ghé thăm đức phật ghé đảnh lễ đức phật thì vì chú sa di này có 7 tuổi mà nhìn xinh xắn đáng yêu á cho nên mấy chú sa di khác thì sao sa di khác thì từ có thể 10 tuổi 12 tuổi 13 tuổi 14 tuổi đều lớn hơn rồi nên thấy nhỏ nhỏ xoa đầu nhìn nựng nựng á kiểu vừa nựng má đẹo má mà xoa đầu về coi dú này giống như nít vậy đó thì đức phật mới biết đây là vật đại a la hán rồi mà cái cái ông Sa di kia là có mắt không thấy thái sơn cho nên cứ nựng nựng cái ông này vậy là không được cho nên Đức Phật mới mới giờ à Đức Phật muốn là chân à, chứng minh cho mọi người thấy là cái oai lực của chú Sa di này như nào để cho cũng nhân đây để mà giáo hóa đồ chúng. Thành ra là Đức Phật mới nói là bây giờ ta cần nước ở cái hồ Anotatta đó, có Sa di nào đi lấy nước được không? Không phải là chỉ có một mình chú sa di sumana này là chứng quả a la hán có thần thông có nhiều sa di trong tăng đoàn của đức phật có a la hán và có thần thông nữa rồi đúng không cái này cô kể nhiều lần nhiều 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 lần tại cô rất là thích những câu chuyện về các chú sa di nhỏ tuổi trong tăng đoàn của đức phật thì trong đó có một cái vị mà cũng mới có 7 tuổi thôi mà làm cái việc giống như là quản chúng đó, thu xếp này nọ trong tăng đoàn rất là khéo léo ngài rất là giỏi có 7 tuổi thôi đó nhưng mà sao mà lúc này các vị sa di đó không nhận lời Tại vì biết là mình không có đủ cái năng lực để thu phục con rồng đó, nếu mà đã có chứng thánh thì sao? Nếu mà có chứng thánh thì cũng tự biết cái cái ý của Đức Phật và cũng tự biết cái nhân duyên của mình không phải để làm việc này cho nên không có ai dám nhận lời đi hết á. Và cả tất cả một cái dàn sa di nhỏ tuổi mà hoàn toàn không chứng thánh thì thôi không biết gì rồi, còn sa di nhỏ tuổi mà chứng thánh thì cũng tự biết cái năng lực cái thần thông của mình chưa tới đó cho nên không nhận lời. Và cuối cùng thì sao ạ? À? Đức Phật mới dạy cái chú Sa di nhỏ tuổi Sumana này con có đi lấy được không? Dạ vâng, nếu Đức Thế Tôn muốn con đi thì con sẽ đi thì cho nên á mà đức phật bảo là chú này đích thân phải đi cho nên hồi nãy con rồng nó kêu sao khi nào mà ngài cần thì ngài sai tôi mang nước tới nhưng mà bây giờ đức phật kêu sao con phải đích thân đi lấy nước về cho nên chú có sai con rồng không không chú bay cái vèo chú xách hai cái vợ cái, cái 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 thùng nước thiệt to chú bay đến thì hì hài hụt lấy nước thì con rồng nói ủa tôi mới nói khi nào ngài cần thì tôi sẽ sách về cho ngài mà nó không nhưng mà đức thế tôn muốn ta đi lấy cơ Thế là con rồng nó lấy đầy nước cho chú xong nó sao ạ? À? Nó khiêng về cho chú, còn chú có đi thảnh hơi, cưỡi trên lưng rồng vậy về thì đưa cho Đức Thế Tôn đảnh lễ như nào? Thì mọi người mới thấy oai lực của chú chưa? Có rất là nhiều vị thánh A-la-hán à lớn và vẫn không có thể nào mà khuất phục được con rồng như vậy. Mà chú bé nhỏ này thì sao? Sai cả Long Vương đi lấy nước về cho mình. Và trong cái buổi đó thì mọi người mới biết là tán tháng chú rất là nhiều là vì vừa ai lực vừa đức hạnh vừa khiêm tốn của chú như thế. Đức Thế Tôn nhân cái dịp này thì mới kể cái câu chuyện tiền kiếp của Ngài và đồng thời thì cũng chứng minh cho mọi người thấy là à, Saji Sumana mới có 7 tuổi thôi nhưng mà rất là giỏi và tốt duyên như vậy cho nên là ta sẽ thọ tỳ kheo ta cho phép ông được thọ tỳ kheo ngay trong ngày hôm nay và đó là một vị Saji 7 tuổi à, hai người duy nhất trong tăng đàn của Đức Phật 7 tuổi là được thọ tỳ kheo ha đó thì cô đọc câu chuyện này cô cũng thấy à, rất là vui cho nên muốn kể lại cho quý phật tử nghe như vậy à, tóm lại à, thì sau khi mà à, sau khi mà được đức phật tán tháng như vậy thì đồ chúng cũng rất là hoan hỷ đúng không thì đức phật mới nói đó tỳ kheo sự chứng đắc ấy ngay cả một tỳ kheo nhỏ tuổi vẫn có thể đạt được trong giáo pháp nếu sao ạ nếu người ấy tinh tấn nhớ nha cho nên đức phật đọc câu kệ 382. Tỳ Kheo tuy nhỏ tuổi, xuyên tu giáo pháp Phật soi sáng thế gian này như trăng thoát khỏi mây. Và dạ, đây cũng là một cái câu kết thúc cái bài cái phẩm Tỳ Kheo để sao để khuyến khích cho chúng ta thấy rằng à, Đức Phật vẽ ra một cái chân dung của một cái bậc Đức hạnh từ phẩm đầu tiên cho tới từ cái câu kệ đầu tiên cho tới câu kệ 382 này. À, phát họa cái chân dung người tu có đức hạnh như nào tức là cái phẩm chất đạo đức cái năng lực hành trì pháp tu làm tấm gương sáng cho người tại gia và cái năng lực này có đợi già tới bậc trưởng lão mới có không không chỉ cần tinh tấn siêng tu đúng pháp thì cho dù có 7 tuổi cũng xứng đáng làm bậc thầy của trời người đúng không nhờ có gì dạ, nhờ có đức hạnh mà đời tu mới bền bỉ được thì đây là một cái câu chuyện à, rất là dễ thương mà cô thấy là các vị chư tổ chư Phật của mình rất là hay khi mà có cái sự sắp xếp trình tự như vậy để khuyến khích chúng ta như thế nào à? ở vị trí nào ở độ tuổi nào mà chúng ta gặp được chánh pháp tu hành đúng pháp Samamaka, đi đúng cái con đường bát chánh đạo tinh tấn đủ đủ độ thì mình thấy là mình có cái thành tựu trong đời sống tâm linh không có ha và cái thành tựu đó đến từ cái giới đức và cái trí tuệ của mình có giới đức sẽ làm cho trí tuệ bừng khai và như vậy mình mới tự độ và độ tha được rồi cô kết thúc cái bài à, phẩm tỳ kheo ngày hôm nay à, tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục à, phẩm cuối cùng của kinh pháp cú rồi mình đi qua cái phần mới đó là à, kinh trung bộ ha. Rồi ở đây còn một phẩm bà la môn thôi thì cô cũng à, báo trước cái bài luận để cho mình làm kiểm tra thì à, làm kiểm tra lần này sẽ khác với lớp giáo lý bác chánh đạo căn bản lần trước. À, khóa 1 của mình học giáo lý Bác Chánh Đạo là học Phật học phổ thông đó Là cô làm phương pháp trắc nghiệm Hơn 500 câu hỏi trắc nghiệm Cho quý vị làm trắc nghiệm Tại lớp Thì à, lần này hình thức thi của mình Không có trắc nghiệm nữa Tại vì quý vị học kinh pháp cú quá là thuộc lầu lầu rồi Trắc nghiệm thì làm sao Mà chấm điểm được bây giờ Tại ai cũng giỏi hết trơn Ai cũng thuộc kinh lầu lầu rồi Đến cả Minh Đăng mới có mấy tuổi thôi Đã thuộc lầu lầu như vậy rồi Thuộc muốn hơn cô Hiếu nữa cho nên mình không trách nghiệm nữa mình làm bài tự luận đi nha. Mà tự luận thì mình đừng có nghĩ là mình lớn tuổi mình làm không bằng mấy em trẻ hoặc mình nhỏ mình làm không bằng mấy anh chị lớn không có đâu cô không ấy chấm dĩ nhiên là chính tả với câu cú phải cho nó đàng hoàng chứ nó sai tề lê thì không có thể nào chịu được đúng không nhưng mà không phải là do cái lý luận ấy của mình nó câu từ bóng bẫy là 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 đúng đâu mà phải thật hiểu à, thật hiểu và thật có cái cảm nhận của mình à, thì cái bài đầu tiên là cái hình thức kiểm tra sẽ là tự luận ha tự luận thì quý vị có thể mở tất cả các cái gì ạ à? mở tất cả các cái tài liệu quý vị có nhưng tuyệt đối không được cái kiểu mà copy 100% gọi là đạo văn là lập tức cái bài đó sẽ không được tính điểm nha. Cô đặc biệt là cô ghét đạo văn ghê gớm luôn. À, cái phần mềm đạo văn ở Việt Nam mình big database nó chưa có phát triển nhưng mà cô có thể ráng dùng một vài phần mềm có thể được. Cho nên là tóm lại cho quý vị tham khảo, thoải mái, thậm chí trong lúc làm tự luận có thể mở tất cả các tài liệu quý vị đang có nhưng mà không chấp nhận cái việc đạo văn. Còn nếu mình thấy câu nói đó hay, đoạn văn đó hay, bỏ trong ngoặc kép, ghi cước chú rõ ràng, trích dẫn ở đâu của ai thì chấp nhận được nha. Rồi, chứ còn mà lấy câu từ của người khác mà làm lời của mình, đem vô chép bài, tuyệt đối có đúng tinh thần của người Phật tử không? Không ha. Rồi, chúng ta sẽ làm tự luận và giới hạn ở trong cái bài nào, đề nào thì sư cô sẽ uh, bữa sau sẽ công bố. Còn trước hết thì bây giờ chúng ta cứ thấy là cái phẩm nào mà cô cứ nói đi nói lại nhắc hoài nhắc tối nhắc lùi lặp đi lặp lại là cái chỗ đó nó hay dễ ra lắm rồi chúng ta kết thúc cái bài buổi học ngày hôm nay ha còn lớp uh, Lớp giáo lý của mình đó lớp giáo lý online quý vị nghe online ở trong zoom hoặc là các bạn ở trong zalo có thể bắt cặp bắt nhóm với nhau nha rồi uh, nếu mà mình muốn phát biểu vị nào thì mình đăng ký với chị hải yến được không ạ à? À, bây giờ mình hồi hướng thiệt nào quý vị khi mà hồi hướng thì mở video lên nha. Rồi.